để cho đến một ngày những điều bạn làm ra nó chỉ là con số không, con số không. Xuất phát tất cả từ đôi bàn tay, xuân qua rồi hạ lá đội hàng cây, người đổi lòng đổi phận như chiếc lá rơi. 10 phút một bài nhạc kiếm những hàng quá hơi sẽ ngày mai có biết tôi vẫn viết tiếp rap tiếp, vẫn kiếm before biết hoàn thiện để rap Việt thành hậu xa đi, kiếm tiền và kiếm quyền để trở thành một cậu chủ xa đi. Yes sir. Tôi đang đợi một điều gì đó xảy ra khi mà trời tặng một cơn bão lớn, gió thổi nó sẽ nuốt trôi tất cả mất rồi, ngày mai lại tới với những điều hy vọng thật mới lạ vậy. Thật ra tôi là ai? Mẹ tôi vẫn gọi tôi bằng một cái tên nhau, đứng sau tất cả những câu nhưng sao, vì sao, tại sao mẹ luôn khóc? Vì vui, vì buồn, khóc từng nghĩ là cả hai, cả vì ba tôi. What the fuck man? Tôi muốn nhận dùng tất cả bản thân của bạn nó đã ở này, để cho đêm một ngày những điều bạn làm ra nó chỉ là con số không. Tôi muốn nhận dùng tất cả bản thân của bạn nó đã ở này, để cho đêm một ngày chỉ là con số không. Hạnh phúc khi người yêu của mày ngủ với con bạn của mày, cũng như dự của mày. Hạnh phúc lấy đéo nó ra màu hồng, trông gái vượt qua bao nhiêu thì mày mới nhớ, có qua có lại làm đéo có ai cho không. Mày thắc mắc tao là gió trên trời cao, sao mà có bên đời sao, hãy hỏi bố mày. Đục thùng tinh thể thì có nhận ra giá trị của ánh sáng, hào quang ở trên đỉnh đầu, đôi mắt mày ở sau gáy thì mày không thể nhìn thấy được đâu. Lâu nay tao đã sống buông thả vất vả rồi tao mất cả, tao biết những gì mày nợ tao thì sau này mày sẽ phải trả, giá phải trả là tất cả ngoài khả năng của mày. Sống buông thả chịu ăn vả hay xin tha lại trong khả năng của mày, trắng tay đắng cay phán ngay. Mày nên biết đêm đêm chúng mày cắn lắc nơi vũ trường, bao vũ thường đi đú đường, tao cho đó là những sở thích đú thường. Còn tao uống rượu rẻ tiền trên cầu Long Biên thi nhau thảo thiên vào còi, đó là những thú vui của thần tiên. Ha. Chó hùa thì đừng trách tao khó đùa, miệng mua ông đồ đi tao. Đi tao đâu có nhiều chỗ để cho chúng mày xin vào trên sao những bài hit cao. Clip của tao là cụ già từ khi trình độ clip nó Việt còn ở trong bào thai. Việt rap mà đéo có tao các lộn gì, casino chơi bạc mà đéo có bài. Rap thì vậy có hay có dở sao mày, nghe sao mày chửi sao không thể trách lỗ tai. Tao kém nhiều thằng kém tao hay cố chứ bằng tao. Ghê đắn tất cờ rồi quay ra phản tao, liệu mày có còn là bạn tao, tình cảm lâu nay mà đành để cạn sao. Chó cắn người chẳng nhé lại cắn lại chó, cuộc sống nổi tiếng kia tao bán lại cho chúng mày đó. Kyo, tao không có khái niệm fan, ai hâm mộ tao tao gọi người đó làm bạn. Gặp nhau hôm đầu cười đùa vui vẻ vốt ca, tao uống cạn dẫn nhau đi xem phim chỉ một buổi thôi thì bao nhiêu muộn phiền cũng tan. Dùng tất cả bản thân của bạn nó đã ở này, để cho đêm một ngày những điều bạn làm ra nó chỉ là con số không. Tôi muốn nhận dùng tất cả bản thân của bạn nó đã ở này, để cho đêm một ngày những điều bạn làm ra nó chỉ là con số không. Nhưng đừng bao giờ hài lòng với những gì thằng khác. Kiyosa đi là cái đích cho chúng mày đó.